Phóng Sực Borussia Dortmund 2-0. Pháo hoa đã nổ trên bầu trời đêm sân Park De Princes. Ngôi sao mới nổi Haaland đã ghi cả hai bàn thắng cho Dortmund trong chiến thắng 2-1 lượt đi, nên mọi cặp mắt người hâm mộ sân cỏ châu Âu đều hướng về sân Park De Princes để trông chờ phóng Sực thể hiện sức mạnh trước Borussia Dortmund tại trận lượt về này. Lượt đi, Dortmund với sự động viên của 80.000 khán giả nhà đã hạ gục đối thủ Pháp nhiều tham vọng với tỷ số 2-1 ngôi sao mới nổi hai lần. với sức trẻ, và thể hình cao to, đã uy hiếp lão tướng trung vệ Thiago Silva, để ghi cả hai bàn thắng cho Dortmund, số liệu thống kê cho thấy chủ nhà có chút bất lợi khi phóng sực hòa hai. Thua một trên ba lần đối đầu Dortmund trước đây, bù lại họ có khá nhiều cầu thủ nhiều năm chinh chiến Champion League như Icardi, Neymar, Draxler. Neymar điểm khác biệt, trận lượt về, phóng sực đối mặt với vô. Vàn khó khăn khi phải chơi trong sân không khán giả hay bất ngờ vắng chân sút kylian em bắp do bệnh viêm họng huấn luyện nv tu sổ đã nhận ra sai lầm trận đấu lượt đi khi bố trí phóng sực thi đấu với đội hình với ba trung vệ khiến đội vất vả khi bám theo hai mũi nhọn lanh lẹ he và jayden sancho phóng sực đối mặt với vô vàn khó khăn khi phải chơi trong sân không khán giả hay bất ngờ vắng chân sút kylian em bắp do bệnh viêm họng nhưng vẫn giành thắng lợi 2 không ảnh getty lượt về phóng sực đã chơi với sơ đồ bốn hai. hai 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 với p Sarabia và E. Cavani đá cao nhất, phía sau là hai ảo thuật gia Neymar và Di Maria để chống lại nhà cầm quân người thụy sĩ Lucien Favre ưa thích lối chơi 3-4-3. Trong tay ông có ba mũi tấn công, Haaland lần đá chung phong cắm. Bên trái là Di Sancho, bên phải là T. Hazard là những cầu thủ mà các đại gia sân cỏ châu Âu rất thèm muốn. Người ta trông chờ ngôi sao Haaland lần thêm lần nữa tỏa sáng để khẳng định năng lực tại sân cỏ châu Âu. Đây đang là giai đoạn căng thẳng của mùa giải. Cần sự phân phối sức trên các mặt trận nếu không muốn lâm vào tình trạng sôi hỏng, bỏng không. Thực tế, nếu Borussia Dortmund vẫn đang phải căng mình trong cuộc đua vô địch tại giải đấu quốc nội, thì chủ nhà Paris Saint-Germain lại thảnh thơi hơn khi đảm bảo được khoảng cách rất an toàn so với những đối thủ bám đuổi phía sau tại Ligue 1. Nếu phóng sực vắng Thomas Munier, Marco Verratti do án treo giọt, trung vệ đội trưởng Thiago Silva chấn thương, ca. Mbapp thì Dortmund vắng Marco Roy, Thomas Delany do chấn thương. Rõ ràng, chủ nhà phóng sự gặp bất lợi hơn đội khách rất nhiều. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Di Maria, tiền đạo Neymar bay người đánh đầu cận thành tung lưới Doc Moon ở cự ly gần, ảnh Getty, với dàn sao, thì cả chủ nhà phóng sự và Doc Moon đều hiểu tỷ số 2, một của lượt đi không có gì đảm bảo cho việc đi tiếp. Nếu không tập trung thi đấu, đá sân khách. Nhưng đội bóng Đức chấp nhận chơi đôi công ngay từ đầu bởi chỉ cần có thêm một bàn thắng thôi. Thì phóng sực sẽ cực kỳ khó đá. Khi ca, em báp ngồi ghế dự bị thì trung vệ Hume dành mọi sự tập trung vào Neymar và Di Maria. Ngay từ đầu trận đấu Neymar đã gặp phải chấn thương nhẹ khiến cho các cổ động viên trên sân Park de Princes Top Team đấu trường Champion League vốn khắc nghiệt. Phóng sực cần có những cầu thủ có thể xoay chuyển được tình thế, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái của Di Maria. Neymar bay người đánh đầu cận thành tung lưới Dortmund ở cự ly gần. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Bởi tỷ số chung cuộc là 2-2, nhưng Dortmund sẽ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách, một kết quả mà huấn luyện NV tu sổ. Và các cầu thủ phóng sực có thể rình dập chờ đối phương dâng lên để chơi phản công sau nhiều năm thất bại. Tại Champions League, huấn luyện NV Tuso thấu hiểu nếu chỉ tấn công và tấn công thì phóng sực khó lòng mà đi xa. Haaland mờ nhạt, dù thua sớm, nhưng đần Sancho, và các cầu thủ đội khách, vẫn chủ động đột phá bên cánh trái. Nhưng, nếu vượt qua, được hàng hậu vệ phóng sực thì họ vẫn chưa thể khuất phục thủ môn Kilo Navas, cầu thủ trẻ Haaland lại mờ nhạt trong vòng vây của các hậu vệ phóng sực lắm tiểu xảo. Vào những phút cuối hiệp 1. Bất ngờ Sarabia thực hiện đường căng ngang khó chịu cho hậu vệ trái Bernard nhập thành dứt điểm tinh, tế nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Khi hậu vệ Dortmund mải chú ý kèm Neymar. Đi Maria thì một hậu vệ chủ nhà đã ghi bàn, đó chính là khác biệt của hai nhà cầm quân, bởi nếu phóng sực đá với sơ đồ ba hậu vệ thì liệu Bernard có bàn thắng được hay không? Dẫn trước hai, không thay, vì có cụm phòng ngự, huấn luyện NV Tu Sổ Tung Ca. Mbapp, một cầu thủ có tốc độ, vào sân, để không cho Dortmund dồn cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng, Dortmund gia tăng sức tấn công với sự xuất hiện của những cầu thủ tấn công Brand. Và Reyna, khoan sâu, vào cánh phải của chủ nhà. Haaland vẫn cần thời gian để trở thành ngôi sao lớn của sân chơi Champions League ảnh Getty. 10 phút cuối phóng sực chủ động giảm nhịp độ để bảo vệ kết quả trận đấu đang có lợi cho chủ nhà. Tiền vệ trung tâm IM can đóng dấu chấm hết cho Dortmund bằng chiếc thẻ đỏ. Và bị đuổi khỏi sân sau tình huống phạm lỗi rồi nổi nóng với Neymar, Dortmund xa suốt hẳn so với lượt đi. Và cầu thủ trẻ Haaland vẫn cần thời gian để trở thành ngôi sao lớn của sân chơi Champions League. Hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại